Trúc Giang chào anh Khôi. Sốc văn hóa là một hiện tượng mà nhiều du học sinh gặp phải khi mà các bạn lần đầu tiên đến sinh sống ở một đất nước xa lạ. Và như vậy thì anh Khôi, với kinh nghiệm nhiều năm làm việc tại công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, thì anh có thể chia sẻ vài điều để giúp cho các bạn vượt qua được các trở ngại về văn hóa khi mà các bạn du học tại Mỹ ạ? Tân Đại Dương muốn tư vấn với các bạn một số những cái cách để các bạn có thể dễ dàng vượt qua cái sốc văn hóa này. Thứ nhất là mình hãy luôn có những cái suy nghĩ tích cực về cái môi trường mà mình tới đây. Thứ hai là các bạn có thể là giữ liên lạc với người thân, gia đình, bạn bè, và những cái mối quan hệ này sẽ giúp cho các bạn đỡ nhớ nhà, cũng như là các bạn sẽ dần dần làm quen được với môi trường mới. Thứ ba là các bạn có thể làm quen với các sinh viên trong quá trình học tập của mình, hoặc là ngoài giờ học các bạn có thể làm quen với những người bản xứ sống ở gần đó để học tập về cái cách sinh hoạt, cách cư xử của người ta, mà các bạn làm quen dần với lại môi trường. Ngoài ra là các bạn có thể đến trước với lại công ty Tân Đại Dương để nghe những cái chia sẻ, những cái hướng dẫn ban đầu trước khi mà bạn đi qua. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.